Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DF. Và mình là Long. Thì đây sẽ là một cái video nằm trong chuỗi series chơi game và tìm hiểu game của Long. Trong khoảng thời gian hiện tại và cũng như khoảng thời gian sắp tới thì mình thấy có rất là nhiều dự án thật sự để mình nên quan tâm và cũng như là mình nên để tâm tới. Bởi vì sao? Bởi vì mình cảm giác được cái sóng game có thể sẽ quay lại sớm thôi. Tại sao? Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì trong khoảng thời gian gần đây mình thấy có rất là nhiều quỹ đầu tư cũng như là rất là nhiều cái dự án họ nổi lên liên tục và cũng như là rất là nhiều game rục rịch muốn open rồi. Và mình nghĩ đó là một cái gì đó nên để tâm với mọi người. Và chính vì vậy thì cái việc mà chúng ta nên bắt đầu có cái dấu hiệu mà tìm hiểu game cũng như là đề cập biết về nó nhiều càng tốt. Và khi mà tất cả những cái thể loại sau này ra, các bạn sẽ không cần phải băn khoăn trong cái việc cái game nó hoạt động như thế nào, cái game nó kiếm tiền sao, cái game nó chơi sao. Không, chúng ta không cần phải quan tâm đến những điều đó nữa. Và chúng ta chỉ cần đánh giá dự án có uy tín hay không thôi và chơi. Và đó là lý do mà cái series này ra đời. Series này với cái mục đích đó, là Long sẽ đi tìm hiểu một cái dự án nào đó và cũng như là đánh giá xem là với góc độ cá nhân của một thằng chơi game nhiều như mình đó, và cũng như là kiếm tiền từ game đó, thì có nên chơi một cái dự án hay là đánh giá một cái dự án như thế nào. Mình sẽ cho mọi người thấy được góc nhìn của mình. Và đương nhiên còn một thông điệp rất là quan trọng nữa, thì series này là một cái series mà Long làm với tâm thế á, là chia sẻ thôi. Và mình á, là mình chia sẻ góc nhìn của bản thân mình cho mọi người cùng tìm hiểu và cùng xem và cùng quan sát một cái dự án game. Nó không phải là lời khuyên đầu tư dành cho mọi người cho bất kỳ cái game nào mà Long làm trong cái series này nha. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu với cái video đầu tiên này. Và con game đầu tiên mà mình làm trong cái series này sẽ là con game Shattered Legend. Đây là một cái con game mà mình nhận được từ một cái bạn member trong group DF của mình. Và thật sự mà nói thì trời, lúc mà ông gửi các bạn, mình bận mình chưa coi được, nhưng hôm sau mình coi thì mình thấy cái game đỉnh. Kiểu như vậy. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn về góc nhìn của mình với con game này nha. Đầu tiên thì game này nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là thích thú các bạn. Không biết sao nữa nhưng mà Long kiểu thích mấy cái game kiểu xây nhà, xây thành, xong bắt đầu nuôi quân rồi quýnh lộn rồi các bạn. Nó là một cái kiểu mà đại loại là tôi thích vậy đó, tôi cũng biết nói làm sao nữa. Ok, và đây là cái trang web chính của họ nha. Mình không có gì nhiều á. Ở đây thì các quỹ đầu tư, cái quỹ đầu tư cũng đầy đủ lắm. Với lại mấy cái quỹ cũng xịn nữa các bạn nha. Với lại mấy cái đối tác nữa. Ok phết á. Rồi, và đó là trang web của họ. Ok, và được audit bởi Certix luôn, cũng là một điểm cộng đấy. Tiếp theo tôi sẽ lướt tới lại cái phần mà tôi hay đọc và cũng như là tôi hay quan tâm nhất khi mà tôi tìm hiểu một cái game nào đó. Đương nhiên có một cái vấn đề nữa, các bạn thấy trên cái trang web chính không, nó có cái chữ game deck nè. Thì đại loại á là mình cũng biết tiếng Anh chút đỉnh thôi, nhưng mà thường mấy cái dự án nó hay viết kiểu này nè, và các bạn không thể nào dùng Google dịch được các bạn, tức không. Kiểu mình cay vãi, tối ngày có làm tiếng Anh không, xong không cho dịch luôn các bạn, bỏ qua. Và chúng ta sẽ đến với cái phần quan trọng hơn. Ok, và đây là phần quan trọng hơn mà mình nói với cái đoạn vừa rồi. Đầu tiên thì cái này á, hồi trước á mình gọi đây là có wallpaper cơ, mà bây giờ nó để là gitbook. Ok thôi, nói chung là để sao cũng được, miễn có thông tin cho tôi là được rồi. Đầu tiên là chào mừng bạn đến với Shattered Legend, các kiểu rất là nhiều thứ ha. Rồi mô hình win-win, tài sản phi tập trung, trải nghiệm miễn phí, rồi phân tích kỹ thuật các kiểu đồ. Như các bạn thấy ha, người chơi có thể nhận thưởng trò chơi miễn phí để trải nghiệm. Nói chung là được chơi play for free. Và cái còn lại là có thể tham gia PvP và PvE miễn phí để nhận thưởng. Ok, maybe đây là những gì mà nó ghi ở đây ha. Và đây là những thứ không quan trọng các bạn. Tiếp theo ha, chúng ta sẽ đến với lại cái phần quan trọng hơn, là các bạn sẽ thấy bên trái của mình có rất là nhiều thông tin. Đầu tiên là cái chào mừng, là cái vừa rồi mình mới đọc. Cái thứ hai là cái bước vào hành tinh đất hoang. Đây là một trong những cái chỗ mà kiểu như là nó nói về cái cốt truyện của nó, rồi nó nói về cái cơ chế game của nó, tại sao lại có những cuộc chiến như vậy các kiểu. Thì đây là một cái mô típ mà gần đây thì mình thấy rất là nhiều game họ làm, đặc biệt là game truyền thống á. Và game file họ cũng bắt đầu kiểu như vậy. Lối chơi thì giống như Clash of Clans với Rise of Kingdom thôi. Cái này thì mình nghĩ là chắc ai cũng biết rồi. Kiểu xây dựng đế chế cho mình rồi đi quýnh nhau. Ok nha. Hướng dẫn đăng ký. Ok, cái này thật sự thì chắc là không cần phải chỉ được các bạn ha. Và nếu như có cái game nào mà nó khó đăng ký á, thì Long sẽ có video cho các bạn luôn. Cho nên phần này mình cũng bỏ qua luôn. Rồi, tiếp theo là về phần NFT. NFT rất đa, có NFT ha. Và chúng ta có các cái loại như sau. NFT anh hùng. Không có, hình như chưa có. Mình thấy mới bán đất thôi các bạn, chưa thấy có mấy cái còn lại. Hình ảnh, nói chung là mọi thứ đều có rất là nhiều thứ ha. Khi mà Long tìm hiểu một cái game mới các bạn, một cái game mà mình chưa biết là mình có nên chơi nó hay không á, thì đây không phải là những thứ mà Long quan tâm các bạn, thậm chí Long còn không thèm check market luôn á. Và đó là quan điểm cá nhân nha, đừng đánh đồng tôi với tất cả mọi người, tại vì có nhiều anh em á sẽ không kiếm tiền từ game đâu, mà anh em sẽ kiếm tiền từ việc chơi NFT luôn á, rất là dễ kiếm tiền.
Mình thấy có mấy anh chơi như vậy. Ok, và tiếp theo. Phần này quan trọng nè. Phần này là cái phần mà một cái thằng mà thuần chơi game như Long á, rất là để ý luôn các bạn. Đó là cái phần mà kinh tế token đó. Thì nếu mà tiếng Anh của nó sẽ là cái gì mà token economic á. Rồi, vô nha. Ở đây thì có cái đồng SLG tiếng Việt nha. Cho nó dễ. Land of Conquest. Đồng trong game này có cái đồng màu tím nè. Đồng màu tím này đổi ra đồng màu trắng này, và đồng màu trắng này đổi ra một cái đồng màu trắng nữa tại sàn. Và kế hoạch phân phát tiền tệ thì đồng màu trắng này các bạn có thể kiếm được thông qua cái việc là trao đổi NFT trên cái marketplace của nó. Cái đồng màu tím này các bạn có thể chơi game và nhận được. Và cái đồng vàng này các bạn cũng có thể chơi game và nhận được luôn. Hoặc các bạn có thể nạp bằng USDT vào. Đó là những gì mình có thể giải thích các bạn dễ hiểu nhất rồi đó. Tên token này kệ cũ luôn. Cái này không quan trọng các bạn. Tại vì tên của nó, chuyện của nó chứ. Quan tâm làm cái gì. Rồi, ok, một cái quan điểm nữa. Trước đây á thì có rất là nhiều lần mình được mấy anh của mình chỉ rất là nhiều về cái câu chuyện là phân gọi là nhìn cái tokenomics của nó, nhìn cái bảng phân bổ của nó. Cho tới thời điểm hiện tại thì mình thấy đây là thứ vô dụng nhất mà đưa lên một cái game. Đương nhiên đây vẫn là quan điểm cá nhân nha. Và Long thấy á, cái này mọi người thử tưởng tượng nha. Nếu như bây giờ Long bắt mọi người làm việc làm cực lực luôn, lâu lâu có mấy cái lỗi mà kiểu như là người dùng á họ cảm thấy là lỗi ngu, cái xong họ phàn nàn lên, xong họ bắt mọi người sửa, hay là kiểu như là thúc đẩy hết mọi người chạy deadline sắp mặt lờ luôn á, và bắt mọi người trong vòng 2 năm bị hành hạ đó không nhận được tiền, chấp nhận không? À không, ở đây là 36 tháng luôn nha. Thôi mình tính 2 năm thôi, mình nhẹ nhàng thôi. 2 năm không nhận được tiền. Đơn giản là mọi người chấp nhận điều đó hay không? Ok, và chấp nhận hay không thì mọi người tự có câu trả lời ha. Tiếp theo á là Long biết thêm một thứ nữa. Ở cái phần phân bố này nè, là các bạn chỉ nhìn thấy được cái bề nổi thôi các bạn. Và đương nhiên rồi, cái nào nó cũng có một cái mặt tối của nó cả, và mặt tối của nó có rất là nhiều vấn đề. Chính vì vậy thì mình thấy là một cái người chơi game để earn á, thì đây không phải là thứ mà mình cần phải quan tâm. Ok, cho nên là mình skip qua ha. Và nếu như biện minh cho cái cách nói của mình vừa rồi thì mình có thể nói là do Long không biết phân tích và Long sẽ không nói về nó. Đó mới là cái đồng TAL. Thì đây là một cái đồng mà các bạn chơi trong game và nó nhận được á, cái đồng màu tím nè. Cái này không có gì phải nói nữa nha. Qua vàng đi. Rồi, và cái chỗ vàng này sẽ là một cái chỗ mà cho mọi người hình dung được rõ nhất về cái cách mà game nó kiếm tiền luôn á. Đầu tiên thì nãy ở trên kia thì ghi là cái gì chơi free để kiếm được tiền đúng không? Nhưng mà ở đây thì không, mình nghĩ là chơi free vẫn kiếm được á, nhưng mà kiểu như là nó trả thưởng thẳng luôn. Nhưng mà nếu một cái người mà không có trong top á thì sao? Thì bắt buộc phải có NFT. Rồi từ cái NFT này nó sẽ cho mọi người được cái đồng màu tím. Từ đồng màu tím này sẽ đổi ra được hai loại tiền tệ, một là cái đồng màu trắng trong game, là cái đồng SLG nè, trong game nha. Hai á là cái đồng gold, cái đồng vàng này nè, cũng trong game luôn. Và từ hai cái đồng mà được đổi ra từ đồng màu tím này á, các bạn có thể đổi đồng màu trắng này sang token SLG trên sàn. Có nghĩa là mình kiểu như là mình withdraw ra, giống như mấy game mấy các bạn chơi vậy đó. Rồi cái đồng thứ hai là đồng gold này, các bạn cũng có thể dùng nó để các bạn bán ra thành USDT luôn. Và đó, thì theo như mình nhìn á, và cũng như là mình đọc ở trên đây nha, nó ghi là một USDT sẽ bằng 10 đồng vàng. Có nghĩa là họ đang định kiểu như là cân bằng đó các bạn. Mình nghĩ là như vậy ha. Và đại khái là nó sẽ được định như thế đó. Ok, và mình nghĩ là Oracle là một trong những cái con dao hai lưỡi rất là kinh kinh dị á, chí mạng lắm. Không biết nói sao nhưng mà thôi kệ đi. Cơ chế là như vậy ha, mình chỉ đề cập thôi. Còn quan điểm thì mỗi người tự nhận xét thêm. Khi mà nếu các bạn mà thấy thích đó thì mình tìm hiểu kỹ hơn. Và hệ sinh thái token thì có gì ở đây? Hết rồi. Ok, và tất cả những cái gì mà cái game này nó cung cấp cho mình á, mình thấy nằm ở đây. Các bạn có thể vào cái phần guidebook của nó xem mà chi tiết hơn. Trước đây á thì mình thấy rất là nhiều dự án họ đưa cho mình cái white paper, và đó là cái chỗ mà các bạn có thể coi, và các bạn kiểu như là mình có thông tin ở đó rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ nó đổi thành cái guidebook, và white paper nó có rất là ít thông tin. Nhưng mà với cái guidebook này thì ok. Và vừa rồi là tất cả những gì mà Long tìm hiểu cũng như là góc nhìn cá nhân của mình về một cái dự án thôi. Đây là một cái video đầu tiên trong cái chuỗi series này. Đương nhiên là cái game này tại vì nó không có demo ấy mọi người. Chứ nếu mà có mấy cái game mà có demo thì chắc chắn là sẽ có nhiều thứ hay ho hơn để mà mình chia sẻ với các bạn. Thì ít nhất Long cũng nằm trong cái thị trường này được 3 năm rồi, mà mình chỉ chơi game để mình kiếm tiền thôi mọi người. Mình hâu con nào lỗ con đó à. Cho nên là thật sự nếu mà nói về câu chuyện chơi game kiếm tiền thì đây là thứ mà mình tự tin nhất. Ok, và mình là Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình. Hẹn các bạn trong những video sắp tới của DF nha.